Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, quá rồi. Trời là lúc tay thầy sao mà dài dữ vậy thầy? Đó thầy bốn đó thầy. Thầy bốn trăm con á. Dạ, dạ, giảng lên. Dạ, thầy. Thầy kéo xuống là giảng bình thường đó thầy á. Dạ, quá. Dạ, cái này là tự nhiên luôn hả thầy hả? Dạ, tu tập luôn như vậy. Dạ, quá quý quý vị ơi. Dạ, dạ, Nam Mô Đà Phật. Quá lạ rồi. Dạ, lần đầu tiên con mới diện kiến thầy nha. Dạ, pháp danh của thầy cho con biết không thầy ha? Như Đà Phật Giác Thọ. Dạ, Thích Giác Thọ thầy. Dạ, thầy ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu thầy? Dạ, Nam Mô Phật. Dạ, con cho con xin kéo lỗ tai đây luôn thầy, cho đều hai bên thầy. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Nam Mô. Dạ, không sao hết. Giảng cho sao luôn, không sao luôn thầy á. Dạ, quá đặc biệt của quý vị, lần đầu tiên ví dụ mới diện kiến bằng vị sư. Có một cái thần tướng rất là lạ mà hai lỗ tai là giảng đó. Dạ.